Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 21, thư gọi nhập ngũ. Trên đường trở về, Hòa Vân Sinh một mực quan sát sắc mặt của Hòa Yến. Người chắc chắn không qua lại với tên họ Phạm kia nữa chứ? Hắn liên tục tra hỏi. Ta cam đoàn với ngươi, ta vĩnh viễn không bao giờ qua lại với hắn. Hỏa Yến nói, đã được chưa? Hỏa Vân Sinh thấy thái độ của nàng kiên định, lúc này mới yên tâm. Hỏa Vân Sinh cũng không biết mình bị làm sao, nói rông dài một hồi, giống như mấy bà mối ngoài đường. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, nhưng thật sự là tên họ phạm kia quá rào hoạt rồi, chỉ toàn lời nói dối. Hỏa Vân Sinh vẫn nói không ngừng, nam nhân như hắn có cái gì tốt, trước kia ngươi coi trọng hắn chắc chắn là do mắt bị mù. Nếu như phải nói, phong vân tướng quân mới thật sự là đáng để người người ngưỡng mộ. Hỏa Yến đang chăm chú nghe Hòa Vân Sinh nói chuyện, lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra, nghe đến đến đây bỗng dừng lại, cắt ngang lời hắn đang thao thao bất tuyệt, chuyện này và tiêu giác có liên quan gì? Chẳng lẽ tiêu nhị công tử không đẹp sao? Hòa Vân Sinh hỏi. Phong thái chỉnh tề, trên đời không có người thứ hai, thực sự tìm không ra được điểm xấu. À, đẹp, tên kia có gia cảnh như thế nào? Nhà họ tiêu vốn là dòng dõi võ tướng thế gia, tiêu tướng quân tiêu trọng vũ từng sát cánh cùng tiên đế chinh chiến vạn dặm giang sơn, là vị tướng đắc lực của tiên đế, phu nhân tướng quân chính là con gái út của nhà mẹ đẻ thái hậu, tiêu đại công tử tiêu cảnh tuổi còn trẻ đã là phụng nghị đại phu, tiêu nhị công tử tiêu giác càng tuổi trẻ tài cao, bây giờ đã là hiệu quân đô đốc, thanh danh hiền hách phong vân tướng quân. Vừa sinh ra đã văn thao võ lực là cảm giác thế nào vậy? chấm chấm, ngàn dặm mới tìm được một người, không gì sánh được. Không chỉ như vậy, Hòa Vân Sinh kết luận, dung mạo thật tuấn tú, chủ môn tú hộ, là người đàn ông anh dũng, chẳng lẽ không đáng để người đời ngưỡng mộ sao? Nếu là nữ nhi, đời ta chỉ dành để ngưỡng mộ hắn. Chủ môn tú hộ, tương tự nhà mặt phố bố làm to mặt cười. Hòa Yến, người có thể im miệng được rồi. Tiêu giác mặc dù có ngàn chỗ tốt vạn chỗ tốt, thế nhưng tính tình lạnh nhạt vô cảm tức chết người không đền mạng, thực sự khiến cho người ta không dám lấy lòng. Huống chi nữ nhi trong thiên hạ ngưỡng mộ hắn nhiều vô kể, chỉ sợ đại ngụy không có ai là không thích hẳn, hắn đã nhìn ai nhiều hơn một lần rồi sao? Không có, nội tâm người này cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt và hắn tướng mạo một mực chỉ nhìn trên cao, chỉ sợ không có ai có thể lọt vào hắn mắt. Để ý đến nàng, đúng là chuyện lạ, cũng không biết sau này hắn lựa chọn một cô gái như thế nào, Hẳn là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, tuyệt đại giai nhân. Hỏa Yến chắc chắn sẽ trở thành một người như vậy. Đúng lúc này, Hòa Vân Sinh đột nhiên dừng bước, nói: "Phía trước đang làm gì vậy?" Cách đó không xa trên vách đá ven đường, dán một tấm vải bố cáo, rất nhiều người vây ở phía trước. Hỏa Yến và Hòa Vân Sinh đi vài bước tới gần, đợi đến khi thấy rõ ràng phía trên viết cái gì, mới nói thì ra là thư kêu gọi nhập ngũ không phải đã lâu rồi không gọi nhập ngũ sao? Sao lại đột nhiên lại phải dán thông cáo? Hòa Vân Sinh hoài nghi. Hòa Yến nhớ lại, nàng và tiêu giác phải tốn đến mấy năm mới bình ổn được Tây Khương và Nam Man, nhưng không để ý đến nước láng giềng ô thác. Người ô thác thừa dịp mấy năm này phát triển lớn mạnh, đã không giấu được giá tâm bừng bừng từ lâu, từ sau khi nàng gả vào nhà họ hứa, chúng vẫn luôn một mực chú ý đến cứ điểm Tây Bắc, lần này kêu gọi nhập ngũ, có thể đoán được là hoàng tộc muốn đi Lương Châu đóng giữ, huấn luyện tân binh. Hỏa Vân Sinh nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên xé một tờ thông cáo gọi nhập ngũ xuống ôm vào trong lòng. Hỏa Yến ngạc nhiên nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" "Chấm chấm, không làm gì cả, chỉ là muốn giữ lại làm kỷ niệm." Hỏa Vân Sinh lúng ta lúng túng nói: "Chỉ tiếc ta bây giờ còn không thể ra trận giết địch, nếu ta lớn hơn một chút, võ công cao hơn một chút nữa, ta cũng muốn nhập ngũ." Hỏa Yến nghe vậy cười, nhập ngũ cũng không phải chuyện đơn giản, phải chịu đủ bão cắt nỗi khổ, còn phải không ngừng nhìn đồng đội bên cạnh hy sinh. Trên chiến trường càng phải chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, người ngay cả cá cũng không dám giết. Giết người kiểu gì đây? Hỏa Vân Sinh bị nói đến á khẩu không trả lời được, hồi lâu sau mới nói cứ làm như ngươi được trải qua rồi vậy. Hỏa Yến đi về hướng nhà mình, không nói gì cúi đầu cười. Nàng đương nhiên đã trải qua, hơn nữa, lúc ấy nàng cũng vừa vặn chạc tuổi Hòa Vân sinh bây giờ. Phủ Việt Quân khi đó đang chiêu binh, đi đến Mạc huyện. Nàng cãi nhau với Hòa Nguyên Thịnh một đêm, rồi ngay đêm đó vụng trộm lấy chút bạc và quần áo, đeo mặt nạ lên đường nhập ngũ. Dùng tên của Hòa Như Phi, ai cũng không ngờ rằng Hòa Như Phi sẽ đi nhập ngũ, người nhà họ Hòa cũng không ngờ tới. Mãi cho đến khi Hòa Yến đánh thắng trận chiến đầu, được thăng chức quan, ban thưởng chuyện này mới chuyển đến tai người nhà họ Hòa. Mà trong thời gian nhập ngũ, Hòa Yến không dễ dàng như lời người khác đồn đại. Một cô nương mới mười mấy tuổi đời, phải đề phòng việc bị vạch trần thân phận, còn phải. Trên chiến trường càng không thể khóc không thể lên tiếng, thường xuyên bị tướng lĩnh mắng, có đôi khi bị cướp công cũng không thể nói được gì, còn phải cười trừ châm trả cho cấp trên. Hòa Yến cảm thấy, trước khi nhập ngũ nàng là một vị cô nương ít nói, chất phác, có tâm sự gì đều giấu ở đáy lòng, chỉ sau khi nhập ngũ, nàng mới chính thức học được nhiều điều rồi dần lớn lên. Trừ chuyện sống chết ra, còn lại tất cả đều là chuyện nhỏ, còn sống sót là đã may mắn lắm rồi. Phi hồng tướng quân còn tốt hơn là tiểu thư của nhà họ hòa, từ đó về sau nàng từng bước kiên trì, dù cho khổ sở cũng không kể lể với đời. Có đôi khi nàng suy nghĩ, cái danh xưng phi hồng tướng quân này lại có mối liên kết chặt chẽ với cuộc đời của nàng đến như vậy đến mức nhìn thấy Hòa Vân Sinh ôm tờ thông cáo kêu gọi nhập ngũ vào trong lòng, nàng thể không bình tĩnh nổi như vẻ bề ngoài đang thể hiện ra. Hòa Yến đột nhiên trầm mặc bị Hòa Vân Sinh nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng đột nhiên tỉnh táo lại, đang suy nghĩ về chuyện với Phạm Thành. Đợi về đến nhà, lại cẩn thận dặn dò Hòa Yến một phen nữa, mới an tâm trở về phòng mình. Thanh Mai đã lui ra ngoài từ sớm, Hòa Vân Sinh đặt tờ bố cáo hồi nãy xé xuống lên bàn, dưới ngọn đèn, trang giấy hơi mỏng, thế nhưng lại đang rơi ầm ầm trong lòng Hòa Yến. Bận rộn chuyện nhà họ Hòa lâu như vậy, bây giờ đã có tiền, chuyện Hòa Vân Sinh đi học cũng đã lo xong, nàng cũng nên tính toán chuyện của riêng mình rồi. Phải làm thế nào để tiếp cận Hòa Như Phi, đây là một vấn đề lớn. Bây giờ nàng không quyền không thế, chỉ là tiểu dân nhỏ bé, nói chuyện sẽ không có ai thèm nghe. Đời trước khi nàng làm Hòa Như Phi, làm con dâu cả nhà họ hứa, chỉ biết múa đao đánh côn, âm mưu hay dương mưu gì đó hoàn toàn không biết. Bây giờ đã là một đời khác, nhưng vẫn không thể làm được những chuyện hèn mọn dơ bẩn như vậy. Nàng có cái gì, nàng chỉ có cái mạng này. Nàng biết cái gì, nàng chỉ biết ra trận giết địch. Ngoài ra bây giờ có thể làm cái gì nữa? Ánh mắt hỏa yến rơi vào trên tờ thông cáo gọi nhập ngũ của triều đình, ngắn ngủi chỉ mấy dòng chữ, nhưng cảm xúc lại đang bành trướng, dường như lại trở về năm mình vừa tròn 15 tuổi đó. Nàng trộm tiền và quần áo, thừa dịp bóng đêm, chạy tới bên trong liều trại nơi chiêu binh, viết xuống tên mình. Từ đó, bắt đầu kiếp sống chinh chiến xa trường. Hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Đây là con đường xấu nhất, nhưng cũng là cách tốt nhất. Nàng phải lấy cái tên hỏa yến này, đi lại từ đầu. chương 22, tình cảm riêng. Mười mấy ngày tiếp theo, đều là gió êm sóng lặng. Nóc nhà đã sửa xong, chăn mền cũng đã đổi hỏa yến bảo hòa vân sinh đi tìm một gã sai vặt để ngày thường hỗ trợ hòa vân sinh chạy vặt lấy đồ thanh mai ở nhà cũng có người để nói chuyện cùng hòa vân sinh đã mang quà nhập học tặng cho tiên sinh mỗi ngày đến trường trong nhà lúc này chỉ còn một mình hòa yến hòa tuy không có ở đây chỉ có thanh mai bầu bạn với nàng hòa yến đã có thể quang minh chính đại ở trong sân luyện kiếm Ừm, thật ra là luyện nhánh cây ở trong đầu nàng vốn dĩ đã có kỹ năng điêu luyện của người làm tướng tuy nhiên thân xác này của nàng lại cực kỳ yếu đuối chỉ cần thoáng đập vào hay lỡ tay vấp vào dấu vết máu bầm hiện lên hết sức rõ ràng hơn nữa sức lực cũng không quá lớn mặc dù hỏa yến đã tận lực luyện tập khá nhiều nhưng so với lúc trước vẫn kém quá xa nếu như vác cái thân xác này lên chiến trường cũng không được tốt lắm hỏa yến thở dài trong lòng buông nhánh cây xuống cô nương cô nương thanh mai chạy chậm đến tiến đến bên ngoài lại có người mang đồ tới Hỏa Yến nhíu mày, tại sao lại đến rồi? Nô tỳ cũng không biết, bọn họ bỏ đồ xuống thì đi luôn. Thanh Mai khó xử nói, cô nương, làm sao bây giờ? Thiếu gia tan học trở về nhìn thấy vậy, chắc chắn sẽ tức giận. Người đến tặng đồ không phải người nào xa lạ, mà là người hầu của tên họ Phạm. Từ ngày đó gặp được Hỏa Yến trong tiệm may trở đi, Phạm Thành thường thường sai người mang đồ tới tặng. Không phải son phấn thì cũng là tơ lụa đồ trang sức, hoặc là thuốc bổ với thảo dược. Mỗi lần như vậy Hòa Yến đều đuổi đám người hầu kia về, Hòa Vân Sinh vô tình gặp được thì nổi trận lôi đình, chạy vào phòng của nàng liên tục nói rông dài, đến mức lỗ tai Hòa Yến sắp mọc kén. Vì nguyên nhân như thế, nên Hòa Yến mấy ngày này đều không dám đi ra ngoài, sợ chẳng may lại đỡ Oxylon.ng tên Phạm Thành, lại phải dây dưa một phen, lúc đó Hòa Vân Sinh sẽ lật cả mái nhà của nhà họ Phạm lên mất. Hôm nay bọn họ còn làm chuyện tồi tệ hơn, bỏ đồ xuống rồi phủi đít quay đi, đây là ý gì? Chắc chắn nàng sẽ nhận lấy sao? Hỏa Yến nói, đem đồ vật ném ra bên ngoài đi. Nhưng mà, Thanh Mai khổ sở nói, chỗ này toàn là tơ lụa đồ trang sức quá, ném ra. Không tốt lắm đâu tiểu thư. Hỏa Yến bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Ông trời ơi, đời trước nàng đóng giả làm nam nhân, chưa từng gặp được người theo đuổi quấn quýt không rời thế này mặc dù sau đó nàng đã khôi phục thân phận nữ nhi trở lại nhà họ hòa, đính hôn với hứa chi hằng, nhưng hứa chi hằng chưa bao giờ vượt khuôn phép, đối xử với nàng lúc nào cũng hờ hững xa cách, chớ đừng nhắc tới việc nịnh nọt như thế này, cô nương nhà khác ứng phó với trường hợp này thế này nàng cũng không biết. Đồ đắt tiền như vậy nếu không nhận, không được vứt đi, vậy làm sao bây giờ? Hỏa Yến thở dài, nói, vậy ta đành tự mình đi trả cho bọn hắn. Thanh Mai trừng to mắt, cô nương muốn đi đến nhà họ phạm sao? Nếu không thì làm gì còn cách nào tốt hơn? Hỏa Yến nói, người cũng chuẩn bị đồ đi, cùng ta đến đó. Nô tỳ cũng phải cùng đi, thanh mai co rụt lại. Đương nhiên, Hỏa Yến nhìn nàng với vẻ kỳ lạ, ta không nhớ đường đến nhà họ phạm. Nàng không phải là hòa đại cô nương chân chính, nên đương nhiên không biết đường đến đó, tìm người dẫn đường là điều rất bình thường. Nhưng nhìn Thanh Mai có vẻ như đang sợ hãi, Chắc là lần trước đến nhà họ Phạm đã để lại cho nàng ký ức không mấy tốt đẹp. Thanh Mai quả thực đang lo lắng, nàng còn nhớ rõ lần trước đi đến nhà họ Phạm, họa yến đỏ hồng hai mắt, thiếu chút nữa đã đập đầu chết trước cửa nhà bọn họ. Lúc ấy vị quản gia nhà họ Phạm chỉ đứng dương mắt nhìn các nàng, nói: "Người hãy biết thân biết phận đi, đừng cố trèo cành cao, đừng nhìn chằm chằm mãi vào thứ mà mình không với tới được, ngã xuống sẽ khiến người chê cười." Lời nói gần nói xa châm chọc thực sự khiến người ta chói tai. Cuối cùng Hòa Yến thở gấp, tức giận đến mức té xỉu. Hòa tuy mời đại phu về khám cho nàng, đại phu nói nàng gặp đà kích quá lớn, cũng là tâm bệnh. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho là Hòa Yến trải qua lần này sẽ không gượng dậy nổi, cũng không biết sau này nàng phải sống thế nào. Không ai nghĩ tới sau giấc ngủ dài, cô nương nhà mình giống như biến thành người khác, mảy may không đề cập tới cái người tên Phạm Thành này. Mặc dù bây giờ Phạm Thành muốn dây dưa với nàng là chuyện rõ mồn một như ban ngày. Thanh Mai vừa vui mừng, lại vừa lo lắng, Hỏa Yến vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi nàng nói yên tâm, không ai thèm bắt nạt ngươi đâu. Thanh Mai nghe vậy cũng yên tâm hơn. Hai người liền đi ra cửa, nhà họ Phạm ở cách nhà họ Hòa rất xa, đi một hồi lâu mới đi đến. Thanh Mai chỉ vào một tòa nhà cửa lớn màu đỏ thắm nói, đây chính là nhà họ Phạm. Hỏa Yến nghĩ, ta không tiện đi qua đó, người sách theo những vật này, giao cho tên lính canh cửa, Nói là phạm công tử đưa tới, nhất định phải giao tận tay cho phạm công tử." Thanh Mai gật đầu, nô tỳ đã biết. Hỏa Yến trốn ở sau một cây cột ven đường, nhìn Thanh Mai đi đến chỗ tên lính canh cửa, nói với hắn mấy câu, giao đống đồ vật trong hộp cho hắn, sau đó chạy đến bên người nàng, cười nhẹ nhàng nói, "Nô tỳ mới nói với hắn rồi." "Làm tốt lắm." Hỏa Yến nói, "Trở về thôi." Bên trong gian bên trong của nhà họ Phạm, tân hôn vừa qua không lâu nên vẫn được trang trí bằng màu đỏ trói vui mừng. Còn dâu cả của nhà họ Phạm Đường Oanh là trưởng nữ của thừa vụ lang trong chiều, từ nhỏ được yêu chiều nuôi lớn lên, tính tình kiêu căng ương ngạnh, nhưng vì giữ mối quan hệ với đường đại nhân nên người nhà họ Phạm ai nấy cũng muốn chăm sóc quan tâm nàng. Bây giờ nàng mới gả vào nhà họ Phạm được mấy tháng, nhưng đã được quản lý hết chuyện nhà họ Phạm, trong ngoài đều do nàng lo liệu. Gã sai vật đứng ở ngoài cửa gõ cửa một cái vào đi đường oanh ngồi ở trên ghế dựa lớn đang thưởng thức chiếc khăn mặt mới được thêu xong sau khi gã sai vặt đi vào đầu tiên hắn quỳ xuống dập đầu một cái với đường oanh mới nói thiếu phu nhân vừa rồi ngoài cửa có một nha hoàn tới đưa cái hòm này nói là phải giao cho đại thiếu gia đường oanh nghe vậy động tác bỗng cứng nhắc nhìn về phía gã sai vặt nha hoàn hòm gì vậy mang tới ta xem qua một chút gã sai vặt đem cái hòm dâng lên trước mặt nàng ta. Đường oanh lật tới lật lui mấy lần, tơ lụa vải vóc, son phấn, lập tức giận không kiềm chế được, đây là cái gì? Gã sai vặt lúng ta lúng túng không dám nói lời nào. Thị nữ bên cạnh à nói, đây đều là đồ dùng của phụ nữ, thiếu phu nhân, thiếu gia không cần dùng những cái này, chắc là. Chắc chắn là hắn muốn ra ngoài tơ tưởng người khác, tìm chỗ cho hắn lui về đường oanh bỗng nhiên đứng thẳng người lên, gạt hết đồ chén bát trên bàn xuống đất, đồ sứ lộp bốc vỡ nát đầy đất, thần sắc dữ tợn, cái tên phạm thành khốn nạn này. Thiếu phu nhân, hiện tại việc cấp bách không phải là truy cứu thiếu gia, ngàn vạn lần đừng đánh rắn động cỏ. Thị nữ cẩn thận nhắc nhở. Đường oanh thoáng tỉnh táo lại, mới nói, nói không sai, làm gì có chuyện ta chỉ phòng trộm chứ không bắt trộm. Nếu thực sự là người trong sạch, làm sao có thể qua lại cùng tên Phạm Thành ta thấy à tiện nhân kia đúng là không nhịn nổi nữa rồi. Nàng giao việc cho gã chạy vặt, mấy ngày này, người đi theo Phạm Thành, xem rốt cuộc hắn đi những nơi nào, gặp gỡ với ai, ta muốn xem xem là con hồ ly tinh nào đã mê hoặc được lòng hắn. Chờ khi tìm được à tiện nhân kia, ta nhất định sẽ khiến cho đôi cầu nam nữ này phải trả giá đắt. Gã sai vặt gật đầu nói vâng, lui ra ngoài. Nhà hoàn hướng dẫn từng bước, thiếu phu nhân, mấy ngày tới, người đừng biểu hiện ra ngoài, đỡ bị thiếu gia phát hiện thì lại giấu nữ nhân kia đi. Ta biết rồi, Đường Oanh âm thầm nắm chặt hai tay, mấy ả à thị tiếp thông phòng kia chẳng qua là do ta tiện tay sắp đặt mà thôi, nhưng hôm nay xem ra hắn không thèm để người vợ là ta đây vào trong mắt nữa rồi. Nếu đã như vậy, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 23, nợ hoa đào. Kinh thành tuy không nhỏ, nhưng việc tìm một người cũng không phải là điều đơn giản. Hiện tại, Phạm Thành không có thị thiếp và không dám đến hoa lâu, nên suốt ngày chỉ lưu luyến ở vài nơi quen thuộc. Vì vậy, tin tức về mối quan hệ với Hỏa Yến nhanh chóng đến tai đường oanh. Lẽ nào có thể như vậy? Đường oanh đặt mạnh chén trà xuống bàn, khi ta đính hôn với hắn, hắn đã có quan hệ với người phụ nữ kia, điều này rõ ràng không coi trọng ta. Ta đã nói với cha và anh trai rằng người này không đáng tin, và bây giờ điều đó đã thành sự thật làm ta xấu hổ vô cùng phu nhân đừng buồn nha hoàn an ủi thiếu gia hiện tại không dám mang người phụ nữ đó về phủ điều đó chứng tỏ hắn vẫn có chút kiêng rè có lẽ là do người phụ nữ đó quá mê hoặc khiến thiếu gia phạm sai lầm giờ phu nhân và thiếu gia mới cưới không nên để chuyện này làm dạn nứt tình cảm dẫn đến bị người khác chỉ trích vì ghen tuông vậy ngươi nói ta nên làm gì đường oanh tức giận hỏi không bằng ra tay từ người phụ nữ kia, dù sao nàng cũng chỉ là con gái của một giáo ý, phu nhân có thể dễ dàng đối phó. Người nói đúng, đường oanh bình tĩnh lại, chỉ là một kẻ thấp hèn, còn vọng tường gả vào phạm gia làm chính thê, ta sẽ tự mình xử lý nàng. Những khó khăn trong phạm phủ, Hòa Yến hoàn toàn không biết, nàng đang suy nghĩ làm thế nào để viết đơn xin vào binh doanh để có thể cùng họ đi đến Lương Châu. Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy chắc chắn không hiểu được, làm sao để tìm lý do hợp lý. Nếu nói là muốn lập công danh, họ sẽ nghĩ nàng điên. Nếu nói là báo thù, không được, hỏa yến chờ mình, có nên viết một lá thư và bỏ nhà ra đi như trước. Chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn đăng ký, nếu không điền đơn, sẽ không có cơ hội. Đang suy nghĩ, Thanh Mai mang bánh ngọt tới, thấy hỏa yến trần trọc trên giường, liền hỏi cô nương đã lăn qua lăn lại cả buổi trưa, có phải bị đau bụng không? Để nô tì tìm người đến khám cho cô nương, không có gì. Hỏa Yến khoát tay, ta chỉ cảm thấy buồn chán thôi. Khi Hòa Vân Sinh còn ở nhà, nàng cảm thấy ồn ào, nhưng khi hắn đi học, nàng lại thấy buồn chán. Một mình luyện võ cũng không hứng thú, Hỏa Yến cảm thấy con người thật kỳ quặc, khi ở nhà hứa ra cô đơn suốt một năm nàng không cảm thấy gì, nhưng tại hòa gia chỉ hơn tháng đã quen với việc có Hòa Vân Sinh bên cạnh. Có lẽ Hòa Vân Sinh nói quá nhiều, Hỏa Yến đứng dậy, nói ta ra ngoài một lát. Cô nương đi đâu? để nô tỳ đi cùng. Không cần, ta đi lấy quần áo cho Vân Sinh. Hòa Yến đáp, đã 20 ngày qua, quần áo xuân hạ của Hòa Vân Sinh cũng đã xong, hắn tan học rất muộn, nên nàng đi lấy giúp. Trước khi đi, nàng nhìn qua tấm cáo thị, suy nghĩ, rồi mang theo tấm bố cáo. Rất lâu sau, khi nhớ lại ngày hôm nay, Hòa Yến cảm thấy vận mệnh thật huyền diệu, từ khi nàng cầm tấm bố cáo, số mệnh đã thay đổi. Buổi chiều, thời tiết rất tốt, Hòa Yến tìm được tiệm may thợ may nhìn thấy nàng liền cười cô nương cuối cùng cũng đến quần áo đã xong vị tiểu công tử không có ở đây sao đi học hòa yến cười đưa tiền bạc còn lại thợ may tay nghề thật tốt quần áo xuân và hè đều xinh đẹp kiểu dáng đơn giản và chất liệu nhẹ nhàng chắc chắn hòa vân sinh sẽ thích nàng gói quần áo cẩn thận và bước ra khỏi tiệm may thì gặp một tiểu tì lạ đến gần cô nương là hòa yến hòa đại tiểu thư lại gặp người quen hòa yến thở dài lần này không có hòa vân sinh để giải thích đúng vậy tiểu tỳ cười phu nhân nhà ta ngay phía trước muốn mời cô nương một lần phu nhân nhà ngươi hỏa yến suy nghĩ nếu là người quen biết cũ có thể sẽ làm lộ liền từ chối hôm nay ta không tiện để ngày khác được chứ tiểu tỳ khó xử nô tỳ không quyết định được mời cô nương gặp phu nhân sẽ không mất nhiều thời gian phu nhân có chuyện quan trọng muốn bàn hỏa yến không thích làm khó người khác nghe có chuyện quan trọng liền đồng ý, được rồi, ta sẽ gặp một lần, nhưng ta còn có việc, không thể ở lâu. Ngài yên tâm, tiểu tỷ dẫn đường, Hòa Yến nhìn theo, thấy nữ tử này dù là hạ nhân, nhưng trang phục và trang sức đều không bình thường, có thể là nha hoàn của nhà giàu. Suy nghĩ miên man, Hòa Yến không nhận ra đã đến một hẻm nhỏ ít người lui tới. Phu nhân nhà ngươi ở đây, phu nhân có một trạch viện ở đây, ngày thường ít ở. Đúng là nhà giàu, nơi nghỉ chân cũng là sản nghiệp, Hỏa Yến thầm nghĩ, Hòa Vân Sinh nghe được, chắc lại ghen tị. Đến rồi, nha hoàn dừng lại trước một trạch viện nhỏ, có vẻ cổ xưa và không có người canh giữ. Hỏa Yến theo nha hoàn vào, qua hoa viên đến đường sảnh, nha hoàn thay đổi giọng nói, phu nhân, nô tỳ đã mang người đến. Hỏa Yến ngẩng đầu, đối diện là một khuôn mặt kiều diễm nhưng đầy hận thù. Ngươi là Hòa Yến, không giống như gặp gỡ thân thiện, ta là, phu nhân là, ta là trưởng nữ của thừa vụ lang đường ra, vợ của Phạm Thành. Phu nhân cười lạnh đáp, Hỏa Yến bừng tỉnh, nhìn quanh thấy nhiều nha hoàn bà từ hung hăng, thở dài trong lòng. Phu nhân này có vẻ đã hiểu lầm gì đó, nàng không biết mình đã làm gì để rơi vào hoàn cảnh này. Chương 24: Cứu người. Phu nhân dường như hiểu lầm gì đó, sau khi trầm ngâm một lúc, Hỏa Yến mới mở miệng nói. Nàng vừa mới mở miệng, Đường Oanh lập tức kích động, chỉ vào mũi nàng mà mắng, hiểu lầm ngươi và phạm thành đã có tình cảm từ trước khi ta bước chân vào nhà này sau khi ta kết hôn với hắn các ngươi vẫn không rõ ràng làm người ngoài thất thì thật vui vẻ sao ta thấy người chết cũng không thay đổi vẫn muốn làm chủ mẫu của phạm gia hà hỏa yến cảm thấy đau đầu vị phu nhân này thật là không thể nói lý nhìn thì xinh đẹp duyên dáng nhưng lại nói những lời khó nghe như vậy nàng nghiêm mặt nói phu nhân không ngại nghe kỹ ta và phạm công tử trước đó có quen biết nhưng từ khi phu nhân nhập môn, ta không còn tìm phạm công tử nữa. Người nói bậy, nếu không tìm hắn, tại sao hắn lại tặng quà cho ngươi? Ta cũng vì thế rất đau đầu, nếu phu nhân có thể khuyên giải phạm công tử đừng làm vậy nữa, dân nữ thực sự cảm kích. Nàng vừa nói xong, thấy đường oanh lào đảo vài bước, ngồi phịch xuống ghế, nước mắt tuôn rơi, thật là hỗn trướng. Hỏa Yến cảm thấy có chút đồng cảm, người đần độn cũng thấy được Phạm Thành không phải người tốt dù không tìm Hỏa Yến, sau này hắn cũng sẽ tìm nữ nhân khác. Hỏa Yến không để ý tới Phạm Công Tử, nhưng trên đời người muốn trèo cao rất nhiều. Thừa vụ lang là trưởng nữ, xứng với Phạm Thành còn dư, dung mạo gia cảnh như vậy, cùng Phạm Thành trói buộc cả đời, thật là đáng tiếc. Nhà hoàn và mama bên cạnh đường oanh vội vàng an ủi, một lúc sau đường oanh mới lau khô nước mắt. Ngươi là tiện nhân, giỏi nói dối, ta làm sao tin ngươi? Nàng nói phu nhân muốn thế nào hỏa yến nhìn trời sắc trời đã muộn ta phải trở về trở về bà tử bên cạnh đường oanh nói ngươi làm việc đáng xấu hổ như vậy còn muốn trở về ở đây phu nhân chưa quyết định xử lý ngươi thế nào ngươi cứ ở lại đây hỏa yến các ngươi dám giam giữ ta bà tử nhìn hỏa yến khinh thường tiểu môn tiểu hộ không hiểu chuyện nếu thiếu gia nhà ta nhìn chúng ngươi ngươi cũng là nửa người của phạm gia đại nãi nãi là chủ mẫu, giáo huấn một hạ nhân chẳng lẽ không phải sao? Dù bẩm báo quan phủ, chúng ta cũng có lý do. Hỏa Yến cười giận dữ, nào có kiểu nói năng vô lý như vậy. Nhìn thấy Hỏa Yến cười, đường oanh vốn còn trù trừ, giờ nội ý bùng lên, chói nàng lại ném vào phòng, để đói một đêm, ngày mai xem nàng còn phách lối được không. Đường oanh là tiểu thư nhà quyền quý, vừa mới gả vào nhà chồng, chưa học những thủ đoạn độc ác, chỉ muốn dọa Hỏa Yến, chói nàng đói bụng mà thôi. Hỏa Yến thở phào, chỉ cần không động đau là tốt, nàng không sợ, chỉ sợ làm phiền hòa ra. Mấy bà tử xông lên, chói Hỏa Yến như con gà. Hỏa Yến ngoan ngoãn để họ chói, đừng oanh nhìn mà thấy khó chịu. Họ chói Hỏa Yến xong, vứt nàng lên giường trong phòng. Nhà hoàn hỏi, đại nãi nãi, có cần để người ở lại bảo vệ không? Để làm gì, đường oanh giận dữ, để nàng một mình ở đây, đợi tối xem nàng có sợ không. Nếu bị tặc tử cướp, xem Phạm Thành còn muốn nàng không. Mọi người kéo nhau đi xa, viện tử yên tĩnh. Hỏa yến tay chân bị trói nằm yên trên giường nhìn màn. Cái giường này rất mềm, màn cũng là loại tốt. Nhìn thấy vậy, Hỏa yến cảm thấy Phạm Phu Nhân vẫn đối xử tốt với nàng. Lại cảm thán, cùng là con người nhưng khác nhau. Nhà Phạm Phu Nhân đặt chân đều hoa lệ hơn phòng hòa gia nhà này suốt ngày trống không, thật lãng phí. Nàng nghĩ miên man, xác nhận bên ngoài không còn động tính, một lúc sau mới giật tay chân. Tay bị trói không thoải mái, nhưng cách trói này chỉ như bó bánh trưng. Nàng thử sờ vào nút thắt, nhớ lại khi nhập binh doanh, học cách tháo nút thắt. Đây là kiểu đơn giản nhất. Hỏa Yến sờ nút thắt, xác định có thể tháo, liền đưa tay tháo, vừa định động, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng bước chân rất nhẹ, nàng nghe ra là nam nhân, liền dừng lại, nhìn ra cửa. Chẳng lẽ đúng như đường oanh nói, có hái hoa tặc. Tiếng bước chân đến gần, hỏa yến khẩn trương, trong tay áo mò được một cành trúc nhọn. Mùa ám khí rất mắc, hiện tại nàng tiết kiệm, tự gọt cành trúc. Hỏa yến nghĩ lại, thấy lòng mình chua xót. Tiếng bước chân đến trước mặt, cửa bị đẩy ra, một người mặc đồ hộ vệ bước vào. Hắn không ngờ hỏa yến mở mắt, miệng bị nhét rẻ, yên tĩnh nhìn hắn, làm hắn giật mình, sau đó đi nhanh đến, thấp giọng nói, hòa đại tiểu thư không cần sợ, thiếu ra bảo ta tới cứu ngươi. Không phải hái hoa tặc, là cứu mạng. Hộ vệ lấy rẻ trong miệng hỏa yến ra, rồi khiêng nàng lên vai, nói ta đưa ngài ra ngoài. Hỏa Yến không quen tư thế này, cảm thấy mình như tù binh bị quân địch kéo ra chém đầu. Nhưng người khác có ý tốt, nàng cũng không tiện nói gì. Hộ vệ đưa Hỏa Yến lên xe ngựa, xe rất nhanh rời khỏi phạm gia hỏa yến không nói gì làm hộ vệ có chút lo sợ hắn tưởng khi vào sẽ nghe thấy hỏa yến khóc lớn kêu to dù sao hòa đại tiểu thư là một nữ nhân nhát gan ai ngờ khi vào hỏa yến chẳng có phản ứng gì dù miệng bị ngăn nhưng nét mặt nàng có hiếu kỳ có đề phòng không có sợ hãi hộ vệ chưa thấy loại nữ nhân này trong lòng phát run may mắn xe ngựa chạy rất nhanh một lúc sau đã đến hộ vệ đỡ hỏa yến xuống xe trời đã tối ban đêm xuân tới sông không còn náo nhiệt trở nên tĩnh mịch đêm này vốn nên có nhiều thuyền hoa nhưng vì mưa phùn lạnh chỉ có vài chiếc thuyền trài đèn lờ mờ rất tịch mịch hỏa yến ngẩng đầu mưa bụi rơi trên mặt lạnh và ngứa nàng nhìn xa hỏi ngươi đưa ta tới đây làm gì hộ vệ không dám nhìn mặt nàng cúi đầu nói thiếu gia đang đợi ngài trên thuyền phía trước ta đưa ngài qua chương 25, dây dưa. Thuyền nhỏ lắc lư trên mặt sông, tối nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt. Ánh sáng từ đèn bờ sông chiếu xuống mặt nước, mờ ảo phản chiếu bóng dáng của mình. Hộ vệ treo thuyền nhỏ, tiến gần đến chiếc thuyền hoa trang trí tinh xảo trên nước. Hỏa Yến cúi đầu, không nói gì. Hộ vệ không nhịn được quay đầu nhìn Hỏa Yến, thấy cô gái nhỏ ngồi thẳng ở đuôi thuyền, hai tay bị trói sau lưng, không động đậy. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Nàng ngẩng đầu nhìn lại, khiến hắn run lên, mái trèo suýt rơi xuống nước. Ánh mắt đó thật lạnh lẽo, hắn khó có thể diễn tả cảm giác này, như một người chết nhìn hắn, sóng nước như mộng, càng làm nàng thêm u ám. Hộ vệ lo lắng trong lòng, nàng không nói gì, cũng không hỏi, yên tĩnh đến lạ. Một nữ tử bình thường, lúc này ít nhất cũng phải hỏi vài câu. Nhưng Hoa Yến không hề, như một con rối yên lặng, không giống người sống nước dưới bóng đêm trong trèo như xoáy cuốn đưa nàng trở về ký ức ngày bị hạ huyền như dìm chết trong hồ trước kia nàng biết bơi nhưng giờ đây toàn thân căng thẳng sợ nước nàng sợ rơi từ thuyền nhỏ xuống bị cuốn vào xoáy nước không thể trồi lên sợ lần nữa chết chìm trong bất lực nàng ghét bản thân yếu đuối sợ hãi nhưng không biết làm gì khác đành ngồi yên trong thuyền để hộ vệ đưa lên thuyền hoa lộng lẫy thuyền hoa thuộc về gia đình giàu có lớn hơn thuyền nhỏ nhiều hộ vệ đưa hỏa yến lên vén màn thuyền rồi tự trèo thuyền nhỏ rời xa không dám ở gần hỏa yến nhìn người trước mặt phạm thành hôm nay ăn mặc tỉ mỉ khoang thuyền cũng được trang trí huân hương và đèn lồng rực rỡ đèn đuốc mờ ảo tạo cảm giác kiều diễm hỏa yến thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn phạm thành nói phạm công tử phạm thành đến đỡ nàng ngồi xuống ghế a à hòa người chịu ủy khuất hỏa yến im lặng ta không ngờ nữ nhân kia ác độc như vậy trói ngươi nhốt trong phòng nếu không có người của ta bảo vệ biết được việc này kịp thời cứu ngươi ra hậu quả thật khó tưởng a à, hòa bây giờ ngươi nên hiểu lòng ta rồi chứ phạm thành thương xót nói hỏa yến nhìn dây thừng trên chân mình lắc đầu ta không hiểu từ đầu đến cuối phạm thành không cởi dây thừng cho nàng dù khi đưa nàng ra khỏi nhà lên xe ngựa hay đến thuyền này dây thừng thô mài mòn cổ tay nàng nhưng nàng không cảm thấy đau chỉ im lặng ta sợ ngươi hiểu lầm không chịu lên thuyền nên không cởi dây phạm thành nhìn theo ánh mắt nàng vội giải thích tuy nói vậy nhưng hắn cũng không có hành động gì khác đây là trên thuyền hỏa yến cười ta cũng không chạy ngươi có thể cởi dây cho ta nụ cười nàng như ánh bình minh không thể tả xiết phạm thành nhìn cảm thấy hỏa yến càng ngày càng đẹp nhưng cũng thêm vài phần khí chất không từng có trước đây. Nghĩ vậy, hắn càng ngứa ngáy, muốn đưa tay sờ mặt hỏa yến, nhưng nàng nghiêng đầu, hắn hụt tay. Nụ cười ngưng lại, hắn cúi xuống, nhìn nàng nói, không phải ta không muốn cởi dây, nhưng A à, Hòa, ngươi phải biết tình cảnh của ngươi bây giờ. Phu nhân ta ghen tị, sẽ không bỏ qua ngươi, dù ngươi về hòa ra, ngày mai nàng vẫn sẽ tìm ngươi. Nhạc phủ ta là thừa vụ lang, cha ngươi chỉ là giáo ý, Tìm phiền toái rất dễ. Quan trọng nhất là ngươi. Ngươi là nữ nhi, không có người bảo vệ, bị nàng bắt được, nàng sẽ tra tấn ngươi. Ta không đành lòng. Phạm Thành nhìn nàng thâm tình, ta sao có thể để ngươi chịu khổ? A, à, Hỏa Yến lặng lẽ cười nút dây sau lưng, hỏi, vậy ngươi dự định thế nào? Thấy nàng có vẻ buông lỏng, Phạm Thành mừng rỡ, nói, ta muốn đưa ngươi đến nơi an toàn, có nha hoàn hầu hạ ngươi, phu nhân ta sẽ không tìm được ngươi chờ thời gian qua ta bỏ nữ nhân kia đưa ngươi về phạm gia lúc đó ngươi là chủ mẫu không ai dám khi dễ ngươi chính thê hỏa yến hỏi đúng vậy phạm thành đặt tay lên ngực a à, hòa ta thề trong lòng ta chỉ có ngươi nếu không phải hôn sự đã định ta sẽ không cưới nàng ngươi yên tâm ta chỉ thích ngươi thê tử của ta chỉ có ngươi nhưng ngươi phải chờ hỏa yến nghe cười khẽ phạm thành ngạc nhiên người muốn ta làm ngoại thất của ngươi nàng thản nhiên nói nếu thật sự là hòa đại tiểu thư chắc đã cảm động đến rơi lệ nhưng nàng không phải hòa đại tiểu thư trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường nam nhân lừa gạt nữ tử thật sự có thể nói mọi lời ngon ngọt phạm thành sẽ cưới nàng làm chính thê sao chỉ là muốn lừa gạt nàng nàng nhớ đến năm đó mình say mê hứa chi hằng có lẽ hạ huyền như nhìn nàng cũng thấy buồn cười và đáng thương như nàng nhìn hòa đại tiểu thư bây giờ a à, hòa ngươi phạm thành nhíu mày phạm công tử ta đã nói rõ ràng ngươi đã cưới vợ ta cũng buông bỏ quá khứ mỗi người một ngả ta không muốn vị trí chính thê của ngươi mong ngươi cũng không dây dưa lời nói xong nút dây trên tay nàng cũng mở ra phạm thành không nhìn thấy dây thường rơi trên đất ngạc nhiên nhìn nàng một lát sau cười lạnh hỏa yến ngươi thật không biết điều ta dỗ dành ngươi ngươi lại làm cao dây dưa thiên hạ có nhiều nữ nhân ta không cần dây dưa ngươi nhưng ta đã tốn thời gian và tâm tư không thể uổng phí phạm công tử không định đổi ta thành bạc chứ hỏa yến buồn cười ta không thiếu tiền ngươi lấy thân trả lại hắn cười dâm đãng nếu ngươi hầu hạ tốt ta sẽ thưởng bạc cho ngươi hỏa yến chưa kịp nói đột nhiên nghe tiếng quát lớn ngươi nói cái gì hỏa yến ngạc nhiên nhìn thấy rèm vén lên một người ướt đẫm bước nhanh vào chính là hòa vân sinh phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn